khi mà bệnh nhân có dung nhĩ kết hợp với bệnh động mạch vành. Thì tôi bắt đầu bằng một ca lâm sàng mà chúng tôi tại Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi cũng rất hay gặp. Đó là một bệnh nhân nam 77 tuổi, có cơn đau thắt ngực trái dữ dội vào viện giờ thứ 10. Và trên bệnh nhân có dung nhĩ kết hợp với tăng huyết áp, đang dùng thuốc hạ áp, giảm nhịp và chống đông ngừng uống. Và bệnh nhân vào với các cái triệu chứng lâm sàng khá điển hình của với hội chứng vành cấp, đau ngực, nhịp tim nhanh, huyết áp thì tương đối ổn định. Và điện tâm đồ chúng ta có thể thấy là có một cái tình trạng ST chênh lên ở các D2, D3, AVF. Và như vậy là với bác sĩ nội khoa đơn đơn thuần là chúng ta có thể chẩn đoán đây là một cái nhồi máu cơ tim có ST chênh lên vùng thành sau dưới. Không cần bác sĩ tim mạch chúng ta có thể chẩn đoán được. Và trong cái tình trạng với cái nhịp tim như thế này thì đây là một cái tình trạng rất nặng. Thứ hai là gì? Là troponin, một cái chỉ số mà quan trọng để đánh giá là có nhồi máu cơ tim hay không thì rất tăng. Thời điểm bao giờ cũng vậy, chúng ta làm hai mẫu, mẫu đầu và mẫu sau, và từ đó chúng ta đưa ra được cái biến đổi về men tim. Như các thầy chúng ta nói là gì, là động học của men tim. Men tim nó nếu mà đứng nguyên thì nó không có động học, mà không động học cái giá trị. Nhưng men tim mà có động học, tức là có biến đổi thì rất giá trị. Và men tim bệnh nhân của tôi là chúng tôi là từ 137 lên 10.000. Siêu âm tim thì có cái rối loạn vận động thành sau dưới. Như vậy là với ba bộ ba lâm sàng, điện tim, siêu âm tim và men tim thì chúng ta đầy đủ chẩn đoán là đây một cái nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới trên bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ dung nhĩ và tăng huyết áp. Và như vậy thì chúng tôi đã đánh giá ngay cái thang điểm về nguy cơ huyết khối và nguy cơ tử vong trong viện và trong vòng 6 tháng sau khi xuất viện là 160 điểm, tức là nguy cơ tử vong 28%. Thứ hai là chúng tôi đánh giá chắt vát vì bệnh nhân có dung nhĩ, đánh giá nguy cơ về tắc mạch trong vòng 1 năm là 4,8%, tức là nguy cơ cao. Và từ đó chúng ta lượng giá được bệnh nhân để chúng ta quyết định điều trị. Và đương nhiên bệnh nhân này là nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới giờ thứ 10 thì chúng ta không để phí thời gian mà chúng ta sẽ chuyển ngay bệnh nhân vào phòng can thiệp chỗ anh Cường đang quản lý, là để chụp mạch vành. Đấy, bệnh nhân này là chụp mạch vành tại Viện Tim Mạch Việt Nam thì có tắc hoàn toàn đoạn là cuối đoạn 2 của động mạch vành phải. Sau đó động mạch vành trái thì cũng tổn thương cũng khá là đáng kể, và sau khi làm can thiệp xong thì kết quả thành công. Thì đấy, đấy là nhiệm vụ của bác sĩ tim mạch can thiệp. Tuy nhiên đối với cả chúng ta là bác sĩ nội khoa và bác sĩ nội khoa tim mạch thì sau đó chúng ta sẽ làm gì? Thì các câu hỏi đặt ra cho bác sĩ lâm sàng khi gặp một cái đối tượng là vừa mạch vành vừa dung nhĩ thì một số câu hỏi sẽ đặt ra là gì? Thứ nhất là những bệnh nhân này cái tỷ lệ có hay gặp không? Chúng ta có thể gặp trên lâm sàng nhiều không? Thứ hai là dung nhĩ mà lại kết hợp với bệnh động mạch vành mà có can thiệp thì cái biến cố hay kết cục như thế nào? Đấy, cái này giúp chúng ta là gì? Là một cái việc rất đơn giản mà chúng ta vẫn đang làm thực hành, đó là gì? Là chúng ta giải thích hay tiên lượng cho bệnh nhân, cho người nhà người bệnh. Một bệnh nhân vào bao giờ cũng vậy, người nhà cũng hỏi bác sĩ là bệnh nhân của tôi làm sao, nguy hiểm không? Thì dựa vào các cái chỉ số chúng ta có thể tiên lượng cho người bệnh, giải thích cho người nhà. Thứ hai, ba là gì? Là với những bệnh nhân vậy, nhà chuyên môn chúng ta sẽ có những cái chỉ số nào, các cái thang điểm nào để chúng ta lượng giá được cái tình trạng xuất huyết cũng như các cái biến cố của bệnh nhân. Thì đó là gì? Là chúng ta có thang điểm và chúng ta rất yên tâm là các thang điểm này sẽ chỉ dẫn cho chúng ta các cái tiên lượng sau đó. Và thứ tư là khi mà có cái đánh giá này thì chống đông chúng ta sẽ dùng như thế nào, chống đông kết hợp với kháng kết tiểu cầu ra làm sao. Thì đấy là tất cả những câu hỏi mà chính, tất nhiên là rất nhiều câu hỏi. Chút nữa chúng tôi cũng mong chờ các đồng nghiệp sẽ gửi đến chủ tọa và các báo cáo viên những câu hỏi mà dựa trên thực tế lâm sàng của các quý đồng nghiệp. Thế thì nội dung chúng tôi sẽ và sẽ đi sát vào các cái câu hỏi mà có thể đặt ra như vậy, là dung nhĩ kèm động mạch vành, tỷ lệ mắc và sự liên quan đến các cái biến cố tim mạch và các cái kết cục của người bệnh. Thứ hai là các thang điểm chúng ta có trong tay như thế nào và chúng ta sẽ sử dụng ra làm sao để có một cái lượng giá cho người bệnh. Và thứ ba là khi có những bệnh nhân như vậy thì lựa chọn chống đông của chúng ta như thế nào để cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ của người bệnh. Bởi vì chúng ta biết rồi, mọi cái thuốc hay biện pháp điều trị nó đều có mặt trái của nó. Và đối với những cả các cái thuốc về tim mạch nói riêng và các cái thuốc điều trị các bệnh lý giai đoạn cấp nói chung thì đều có, nó là con dao hai lưỡi, và chúng ta sẽ cố gắng để giảm thiểu cái tác dụng bất lợi của nó. Thế thì cái phần đầu tiên đó chính là dung nhĩ và bệnh động mạch vành, chúng ta có gì trên thực tế lâm sàng. Thế thì dung nhĩ chung và tỷ lệ mắc toàn cầu thì chúng ta cũng lượng giá được là đây là một cái đánh giá năm 2016, tức là cái đây khoảng
7 năm và bây giờ nó sẽ nhiều hơn rồi. Tức là có khoảng 43,6 triệu người mắc dung nhĩ trên toàn thế giới. Việt Nam của chúng ta thì nó đang ở cái vùng được gọi là vùng xanh, tức là tỷ lệ thấp. Nhưng mà chúng ta biết rồi, vừa rồi tại Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi đã tổ chức thành công hội nghị về bệnh lý không lây nhiễm kết hợp với Nhật Bản. Và có báo cáo của các chuyên gia tại Việt Nam, tại Bộ Y tế thì chúng ta đã có những cái báo cáo về cái sự gia tăng đáng ngại của các bệnh lý không lây nhiễm tại Việt Nam. Trong đó có tiểu đường, trong đó có bệnh lý tim mạch, bệnh lý mạch vành do xơ vữa, bệnh lý tăng huyết áp, suy tim. Và như vậy là gì? Là cái gánh nặng về các cái bệnh lý trong đó có dung nhĩ sẽ ngày càng tăng tại Việt Nam và trên thế giới. Do một cái đơn giản đó là gì? Tuổi thọ ngày càng cao. Và điều đó cũng chứng tỏ là các hệ thống y tế của chúng ta, đấy là thành quả nhưng mà cũng làm cái gánh nặng đối với các bác sĩ của chúng ta. Thế thì dung nhĩ là nhịp rối loạn nhịp tim hay gặp nhất và tỷ lệ mắc ngày càng cao trong dân số, bởi vì khi mà tuổi thọ người dân ngày càng cao thì đi kèm với nó là các bệnh lý ngày càng nhiều và thường là các bệnh lý đồng mắc. Thường là bệnh nhân không chỉ có đơn thuần là tăng huyết áp mà có kèm theo là bệnh lý mạch vành do xơ vữa, bệnh tiểu đường, rồi bệnh COPD, rồi suy thận. Đấy, do đó là gì? Là thách thức đối với cả bác sĩ tim mạch nói riêng và bác sĩ lâm sàng nói chung ngày càng lớn. Dung nhĩ sẽ làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch và các biến cố mạch máu khác, và đặc biệt không những làm gia tăng tử vong mà còn làm gia tăng các cái tàn phế, các cái hậu quả sau các cái biến cố mà xảy ra. Thứ ba là gì? Là tới 40% bệnh nhân có dung nhĩ là có bệnh lý mạch vành và 15% trong đó có khả năng can thiệp. Và các bệnh nhân này sau đó phải có các cái biện pháp điều trị chống huyết khối phù hợp để làm sao để cân bằng giữa lợi ích nguy cơ của tắc mạch. Thì gánh nặng bệnh tật là một cái quan điểm mà gần đây người ta nói nhiều. Khi mà các biện pháp điều trị, hệ thống y tế đã tốt hơn, thì sau mỗi biến cố do các bệnh lý ngầm hoặc là bệnh lý đồng mắc, thì bệnh nhân được cứu sống. Nhưng sau đó nó sẽ để lại những cái hậu quả. Ví dụ như là bệnh nhân tai biến mạch não xong thì sẽ là gì? Là liệt nửa người, thậm chí nằm một chỗ. Bệnh nhân sau biến cố về mạch vành thì sau đó là các cái biến cố, các cái hậu quả về suy tim, hậu quả về các cái vấn đề khác. Và bệnh nhân không những là có nguy cơ tử vong mà còn chịu gánh nặng của các cái vấn đề liên quan đến bệnh lý đồng mắc đó. Ví dụ như bệnh nhân sống nhưng mà phải chịu những cái hậu quả. Thế thì dung nhĩ không do bệnh van tim thì tỷ lệ mắc và hậu quả càng ngày càng tăng theo thời gian. Từ những năm 90 đến năm 2013 đã tỷ lệ nó tăng lên gấp đôi rồi. Và chúng ta hiện tại thời điểm này là sau 10 năm thì tỷ lệ còn tăng hơn nữa. Ở tại Hoa Kỳ năm 2005 đến 2014, người ta đã đánh giá trên 6 triệu 200 ngàn người PCI. Thì cho người ta nhận thấy là gì? Là tỷ lệ mắc dung nhĩ là từ 8,6% lên gấp rưỡi là 12% năm 2014. Và đi kèm đó là tỷ lệ tử vong trong viện ở những bệnh nhân mà PCI mà có dung nhĩ thì tăng gấp đôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Là rõ ràng nếu bệnh nhân có can thiệp mạch vành mà có dung nhĩ thì không những là tỷ lệ ngày càng tăng và tỷ lệ tử vong cũng như nguy cơ tử vong của bệnh nhân ngày càng lớn. Tuy nhiên, những bệnh nhân mà sau PCI chúng ta dùng chống đông hoặc chống thấp bạch cầu thì một cái nỗi lo đối với bác sĩ lâm sàng đó là gì? Là chảy máu. Từ những cái chảy máu nhẹ như là dưới da, xuất huyết dưới da, chảy máu răng lợi, đến những xuất huyết lớn như là xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, nguy hiểm tính mạng, đó là xuất não, thì đó là một cái nỗi lo. Vậy thì chúng ta cân bằng giữa các nguy cơ, các biến cố huyết khối với những cái nguy cơ mà chảy máu do chúng ta dùng chống đông như thế nào? Thì người ta nhận thấy là như này: xuất huyết quanh thủ thuật làm tăng các cái biến cố tim mạch và tử vong. Các cái tỷ lệ này tăng gấp 8 lần tử vong và 2 lần nhồi máu cơ tim. Tức là với những bệnh nhân mà có xuất huyết sau khi mà can thiệp tim mạch thì sẽ tăng gấp 8 lần tử vong. Và 2 lần sau đó, tức là nguy cơ mà sau đó có thể tái nhồi máu cơ tim là gấp 2 lần. Chính vì thế nên là những bệnh nhân mà xuất huyết, chúng ta sẽ cố gắng là gì? Là giảm thiểu cái bệnh nhân xuất huyết này. Vậy thì bằng cách nào? Thì sau, cái phần sau chúng tôi sẽ đi sâu. Biến chứng chảy máu sau thủ thuật PCI làm ảnh hưởng tiên lượng. Vì sao? Với những cái bệnh nhân mà chảy máu, đấy, chúng ta sẽ phải chịu một cái nặng là gì? Là với những bệnh nhân mà chảy máu não thì nguy cơ tử vong sẽ là trực tiếp. Thứ hai là bệnh nhân thiếu máu thì chúng ta phải gì? Là chúng ta sẽ gây ra tình trạng là tụt huyết áp và giảm tiêu máu chi thì cũng có thể gây tử vong. Với những bệnh nhân này thì là các hoạt hóa các cái hệ thống nội môi, rồi là phải truyền máu thì nguy cơ về huyết khối tăng lên, và chúng ta bắt buộc phải dừng các cái thuốc kháng thủy tiểu cầu hoặc chống đông thì nguy cơ về tắc lại stent hoặc tắc lại cái mạch vành sau đó
Và tất cả những cái yếu tố này nó làm cho tăng cái tỷ lệ tử vong. Và chính vì thế nên là cái xuất huyết chúng ta phải cố gắng phải giảm thiểu. Vậy thì chúng ta có gì trong tay để đánh giá lượng giá và từ đó chúng ta có biện pháp điều trị? Thì đó chính là các cái thang điểm đánh giá về huyết khối cũng như là chảy máu quanh PCI ở những bệnh nhân dung nhĩ. Chúng ta biết rồi, tức là trong và sau PCI, điều trị bệnh nhân dung nhĩ phải cân bằng giữa nguy cơ chảy máu và huyết khối. Và quan trọng là gì? Là cái điểm cân bằng đó là điểm nào? Thì mỗi bác sĩ lâm sàng chúng ta thường hay có những cái đánh giá riêng. Nhưng hiện tại bây giờ, các cái đầu thuận cho thấy là gì? Chúng ta có nhiều các cái chỉ số. Chúng ta biết rồi là gì? Sau khi mà can thiệp mạch vành, thì bệnh nhân sau PCI thì sẽ phải dùng DPT, tức là kháng nước tiểu có kép. Còn với bệnh nhân dung nhĩ, nguy cơ về đột quỵ và thuyên tắc hệ thống cao thì chúng ta phải dùng chống đông. Nhưng mà chúng ta dùng ba thuốc thì đương nhiên nguy cơ chảy máu cao tăng vọt, mặc dù là nó giảm được các cái nguy cơ về huyết khối kia. Vậy thì chúng ta sẽ phải cân bằng giữa các cái yếu tố đó bằng gì? Chúng ta đánh giá nguy cơ về tắc mạch dựa trên thang điểm Chanvat như lúc nãy bác sĩ Kiên cũng đã trình bày. Các Chanvat này chúng ta biết rồi là càng cao thì nguy cơ tắc mạch hệ thống trong vòng một năm cộng dồn lại. Ví dụ như là thang điểm 9 là cao nhất thì nguy cơ về tắc mạch hệ thống sẽ là 12%. Tuy nhiên chúng ta sẽ cũng có thang điểm để đánh giá nguy cơ chảy máu, và như vừa rồi cái bài báo cáo của bác sĩ Kiên nhấn mạnh là gì? Thang điểm Hesblad không phải dùng để chống chỉ định cho việc chúng ta dùng chống đông, mà chúng ta để lượng giá để có cái lộ trình dùng chống đông như thế nào cho giảm thiểu nguy cơ chảy máu thôi. Và bản thân cái thang điểm Hesblad này cũng bao gồm cả những cái điểm của thang điểm Chanvat. Đấy, như vậy là gì? Khi bệnh nhân có thang điểm Chanvat cao mà chúng ta phải dùng chống đông thì chúng ta đi kèm với đó là nguy cơ về chảy máu. Đấy. Hai cái thang điểm này là lồng ghép vào nhau, và chúng ta có ba điểm trở lên thì nguy cơ chảy máu sẽ được coi là cao. Vậy thì đánh giá nguy cơ xuất huyết quanh PCI, chúng ta biết rồi, chúng ta có nhiều cái thang điểm từ những cái năm từ năm 90, 2000 đến gần đây là chúng ta có những thang điểm mới, thì cái nguy cơ về chảy máu cũng như tắc mạch quanh thủ thuật chúng ta có thể lượng giá được. Tuy nhiên trong một cái mớ bằng bong các cái thang điểm đó từ trước đến nay thì chúng ta gần đây chúng ta sẽ lựa chọn cái thang điểm nào giúp cho chúng ta thực hành lâm sàng mà không bị rối. Thì đó là một số thang điểm mà như trên hình. Bốn thang điểm như trên hình là những thang điểm mà chúng tôi, các nhà chuyên môn lâm sàng chúng tôi hay sử dụng. Đặc biệt gần đây, đó là thang điểm PCI-DAP và thang điểm ARC-HDR là những thang điểm được nhắc nhiều trong các hội thảo, hội nghị, cũng như các khuyên cáo của các hội tim mạch, hội đột quỵ uy tín trên toàn thế giới và cũng như tại Việt Nam. Và từ SC-2017, và gần đây là SC2020 thì hai cái thang điểm PCI-DAP và ARC-HDR được nhắc nhiều. Quan điểm về thực hành lâm sàng là gì? Chúng ta có nhiều cách thức để tính toán, nhưng chúng ta nên tìm một cái thang điểm vừa đơn giản, vừa dễ sử dụng mà lại có sự đồng thuận của các hội tim mạch cũng như các bác sĩ lâm sàng. Thì đấy chính là cái vai trò của hội tim mạch Việt Nam. Có cả chúng tôi ở đây, ví dụ như bác sĩ Kiên là xây dựng các cái thang điểm, các cái guideline về dung nhĩ. Chúng tôi là làm các cái vấn đề về mạch vành thì chúng tôi sẽ lựa chọn các thang điểm. Thì PCI-DAP nguy cơ chảy máu từ 25 điểm trở lên. Đấy, chúng ta có hai thang điểm. Trước đây chúng ta có thang điểm được gọi là thang điểm DAP, DPT. DPT được sử dụng sau một năm bệnh nhân dùng DPT để chúng ta quyết định xem là kéo dài thời gian dùng DPT tiếp hay không sau một thời điểm 12 tháng. Còn thang điểm PCI-DAP là chúng ta sẽ cân bằng giữa lợi ích nguy cơ của vấn đề về chảy máu cũng như huyết khối để quyết định là chúng ta sẽ rút ngắn cái thời gian dùng DAP như thế nào. Thì đấy là thang điểm quan trọng. Thang điểm PCI-DAP là cực kỳ quan trọng trong thời gian gần đây khi mà các bệnh lý phối hợp ngày càng nhiều. Thang điểm ARC-HDR thì lại là một cái thang điểm nền tảng mà được sử dụng nhiều từ năm 2020 sau hội nghị tim mạch châu Âu. Thì chúng ta dựa trên các cái hội thảo của các nhà chuyên gia cũng như các nghiên cứu thì chúng ta đưa ra được các cái nguy cơ về chảy máu để từ đó quyết định lựa chọn. Thế thì định nghĩa nguy cơ xuất huyết cao ARC-HDR là như nào? Rất đơn giản thôi. Chỉ cần từ một tiêu chí chính trong cái ô bên trái hoặc là chỉ từ hai tiêu chí phụ trong ô bên phải thì chúng ta đã đưa bệnh nhân vào một cái nhóm gọi là bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao rồi. Và cái thang điểm này chúng ta có thể tra cứu dễ dàng trên mạng, kể cả tiếng Anh hay tiếng Việt. Đấy. Nên là sử dụng rất dễ. Chỉ cần một cái bên trái hoặc từ hai cái bên phải thì đương nhiên là chúng ta xếp bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. Đây. HDR được xác lập nếu một tiêu chí chính tức là ô bên trái và hoặc hai tiêu chí phụ ô bên phải, và chúng ta không cần nhớ cái gì nữa, không cần quan tâm. Đấy, rất dễ nhớ. Thứ hai là gì? Là
cái ARCHR không những là đánh giá dương tính hay âm tính, mà chúng ta còn lượng giá. Bởi vì ARCHR điểm càng cao thì nguy cơ cộng dồn chảy máu càng lớn. Như vậy giúp cho chúng ta một điều như nào ạ? Chúng ta quyết định lựa chọn điều trị, nhưng có một điều nữa là chúng ta có thể giải thích cho người nhà. Một bệnh nhân thang điểm ARCHR 1 điểm hay 0 điểm, rõ ràng giải thích khác nhau. Một bệnh nhân ARCHR 1 điểm tiêu chí chính hay là 3 điểm tiêu chí chính cũng giải thích khác nhau. Đúng không ạ? Chúng ta có cơ sở chứ không phải là kinh nghiệm. Một bác sĩ trẻ vừa mới ra trường hoàn toàn có thể sử dụng thang điểm này. Thay vì trước đây là gì? Một bác sĩ có kinh nghiệm như bác sĩ Việt Anh 20 năm trong nghề giải thích sẽ chắc chắn hơn là một bác sĩ trẻ. Nhưng bây giờ bác sĩ trẻ sẽ có thang điểm trong tay để giải thích một cách gọi là chín chắn và đầy đủ bằng chứng cơ sở như một bác sĩ có kinh nghiệm. Thế thì sau khi mà chúng ta có thang điểm ARCHR hoặc là PDCI-DAP trên 25, ARCHR từ một tiêu chí chính hoặc từ hai tiêu chí phụ, thì chúng ta được coi là bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái chống huyết khối như thế nào ở những bệnh nhân như thế này. Thế thì chúng ta phải cá thể hóa, đúng rồi. Sau tất cả các guideline rồi hướng dẫn chung trên những bệnh nhân được coi là chung dựa trên cái nghiên cứu RCT, tức là nghiên cứu ngẫu nhiên mổ đôi có đối chứng, hay là nghiên cứu real world như là bác sĩ Kiên có nói là gì, ở trong thế giới thực, thì trên thực tế là chúng ta vẫn phải có những bệnh nhân cụ thể của mỗi chúng ta. Chúng ta cá thể hóa điều trị và chúng ta sẽ cân nhắc giảm chống huyết khối hay là tăng chống huyết khối, tức là giảm hay là tăng các cái thuốc hay là sự kết hợp các thuốc chống đông. Và sự giảm sự tăng này sẽ dựa trên hai điều: một là số lượng các thuốc chống đông hoặc là chống tiểu cầu chúng ta kết hợp, hai là cái thời gian của sự kết hợp này. Để chúng ta chỉ cần chú ý đến hai cái điều đó thôi. Và cái giảm biến chứng cần dựa vào cái yếu tố nào? Ở đây là một cái bảng mà nó có vẻ là khá phức tạp nhưng lại rất đơn giản. Đơn giản ở chỗ là gì? Đây là các yếu tố nguy cơ của người bệnh. Đấy, ví dụ là tuổi này, trên 75 này, rồi tình trạng lâm sàng nền này, rồi các cái xét nghiệm hoặc tiền sử trước đó, hoặc là các cái thuốc đang điều trị. Đấy, chúng ta dựa vào các cái yếu tố mà liên quan đến cơ địa người bệnh. Thứ hai là gì? Là tình trạng lâm sàng hay là tình trạng xét nghiệm hiện tại lúc vào viện. Và thứ ba là gì? Là chúng ta sẽ quyết định đánh giá tình trạng và quyết định lựa chọn phương án điều trị trước, trong và sau khi chúng ta can thiệp như vậy. Bởi vì để giảm thiểu nguy cơ chảy máu, cân bằng lợi ích giữa nguy cơ và lợi ích, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu ngay từ khi chúng ta tiếp nhận người bệnh, chứ không phải là gì, là sau khi can thiệp xong. Bởi vì sao ạ? Khi mà trước khi chúng ta can thiệp thì chúng ta sẽ phải quyết định là dùng chống đông như thế nào, đi đường nào, đường quay hay đường đùi. Thứ hai là gì? Trong quá trình can thiệp chúng ta sẽ quyết định lựa chọn cái chiến thuật can thiệp. Đấy, lựa chọn cái loại stent nào đấy, đấy là việc của chúng tôi, nhưng mà cái đó chúng ta cũng phải trao đổi với bác sĩ can thiệp. Thứ ba là gì? Sau khi can thiệp chúng ta sẽ có lộ trình là sử dụng ngắn hay dài, nhiều hay ít, và chúng ta theo dõi người bệnh làm sao. Thế thì cân bằng huyết khối xuất huyết không phải là một cái gì đó nó dựa vô căn cứ, mà nó dựa vào các nghiên cứu và đặc biệt là dựa vào cái sinh bệnh học theo thời gian của bệnh nhân sau PCI. Bởi vì chúng ta biết rồi, khi mà bệnh nhân bị hội chứng bành cấp thì cái thời gian 1 tháng xung quanh, tức là sau khi can thiệp, là nguy cơ tăng đông đang rất cao. Và đương nhiên trong giai đoạn này thì chúng ta phải ưu tiên lựa chọn các cái thuốc chống đông và sự kết hợp đầy đủ. Tuy nhiên từ thời điểm 1 tháng đến đặc biệt là sau 3 tháng trở đi, thì nguy cơ về huyết khối là cái ô đầu tiên đây, nó giảm hẳn. Nó từ rất cao trong thời gian 1 tháng đầu tiên đến 3 tháng đầu tiên, giảm hẳn. Đó. Và nguy cơ về cái sự tiến triển và nứt vỡ của màng sơ vữa cũng giảm hẳn thời gian sau 3 tháng. Tuy nhiên nguy cơ về chảy máu, chảy máu, nó lại gần như ngang bằng. Đấy. Ngang bằng và gần như là rất ít thay đổi. Đấy, chính vì thế nên là cái thời điểm mà chúng ta quyết định có những cái liệu pháp được coi là xuống thang hay những liệu pháp rút ngắn hay liệu pháp là bỏ bớt, thì chúng ta sẽ quyết định thời điểm từ 1 đến 3 tháng trở ra. Điều đó để chút nữa là khi mà chúng ta đưa vào các guideline chúng ta sẽ thấy là gì? Là đều dựa vào cái sinh lý bệnh học của bệnh tật như thế này. Đấy, thiếu máu cơ tim này, bất ổn màng sơ vữa này, tắc mạch hệ thống này và xuất huyết, nó có thay đổi sau PCI chứ không phải là gì, mọi thứ nó như nhau. Và chúng tôi cũng nhấn mạnh là gì? Là mỗi thời điểm bệnh nhân đến với chúng ta sẽ là một cá thể không hoàn toàn mới nhưng mà là mới. Bệnh nhân tại thời điểm ra viện, bệnh nhân sau 1 tháng, sau 3 tháng, sau 1 năm, đó là một cá thể tương đối mới và chúng ta cần phải đánh giá và lượng giá lại. Và cái cân bằng xuất huyết và huyết khối này cũng dựa vào sự phát triển của tim mạch can thiệp. Cái này chúng tôi không dám nói sâu,
chỉ biết rằng là gì, là các biện pháp về can thiệp tốt hơn, các biện pháp để soi sáng can thiệp tốt hơn, các cái loại stent, các cái dụng cụ để can thiệp tốt hơn, các loại thuốc chúng tôi dùng tốt hơn, thì cho phép chúng ta xuống thang, cho phép chúng ta rút ngắn, cho phép chúng ta bỏ bớt. Và chúng ta có một cái nền tảng khoa học, đó chính là dựa vào kết quả của các cái nghiên cứu. Nghiên cứu như vừa rồi bác sĩ Kiên có nói, nhưng mà nghiên cứu tập trung vào cái mảng bệnh nhân sau ACS và được can thiệp. Đấy. Và đặc biệt là kết quả nó là gì? Đấy. Các nghiên cứu về các cái thuốc chống đông kết hợp với kháng thể tiểu cầu kép và đơn sau can thiệp cho thấy là gì? Là khi mà chúng ta kết hợp các cái thuốc chống đông với một thuốc kháng thể tiểu cầu, cụ thể là clopidogrel, thì chúng ta giảm hoặc giữ nguyên huyết khối và đặc biệt là giảm xuất huyết. Như vậy chúng ta không có một cái gọi là lựa chọn nào khác, là chúng ta sẽ chỉ lựa chọn là chống đông kết hợp với kháng thể tiểu cầu sau khi mà chúng ta PCI, là bệnh nhân chịu một cái stent trong lòng mạch vành, bệnh nhân có các cái bất ổn của màng xơ vữa kết hợp với cả dung nhĩ. Và nghiên cứu cụ thể với rivaroxaban đã cho thấy cái vai trò của giảm nguy cơ xuất huyết nặng và hiệu quả phòng ngừa biến cố tắc mạch thì tương tự so với cả kết hợp 3, tức là kháng vitamin K kết hợp với kháng thể tiểu cầu. Và cụ thể là gì? Là giảm thiểu cái nguy cơ chảy máu, trong khi giữ nguyên cái hiệu quả về chống các cái tắc mạch. Và đây là cái theo dõi theo thời gian, cái thời gian này là càng lâu thì các cái đường này nó càng xa nhau, có nghĩa là gì? Là cái hiệu quả lâu dài càng lớn. Và từ các khuyến cáo, đó là gì? Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2021 nhấn mạnh cái vai trò của quyết định chúng ta sẽ cắt aspirin. Tức là trong thời gian đầu tiên sau khi can thiệp, chúng ta dùng chống đông kết hợp với DPT. Cụ thể là gì? Aspirin kết hợp với clopidogrel. Sau từ 1 đến 4 tuần thì chúng ta sẽ cắt aspirin. Đó. Và chúng ta nên lựa chọn một cái thuốc chống đông khác là kháng vitamin K. Đấy. Thế đấy là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Hội Tim Mạch Châu Âu cũng khẳng định một điều nữa là với những bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta chỉ dùng kết hợp 3 nội viện thôi. Đến có thể đến 1 tuần. Và sau đó chúng ta ra viện cái chúng ta dùng điều trị đôi luôn. Đấy, điều trị đôi ở đây cụ thể là gì? Là kháng đông được uống trực tiếp kết hợp với cả clopidogrel. Khuyến cáo của Hội Nhịp Tim Học Châu Âu cũng khẳng định một điều đó. Tức là gì? Chúng ta chỉ kết hợp 3 thuốc trong thời gian 1 đến 7 ngày thôi. Và sau khi đó chúng ta dùng kết hợp đôi. Rất rõ ràng. Đồng thuận Bắc Mỹ năm 2021 cũng khẳng định một điều như vậy. Là chúng ta dùng kết hợp bộ 3 gần lúc PCI thôi. Đấy. Với những cái bệnh nhân mà nguy cơ huyết khối cao thì chúng ta có thể kéo dài đến 4 tuần hay 1 tháng. Nhưng thông thường chúng ta chỉ cố gắng kết hợp trong viện thôi. Và sau ra viện chúng ta đàng hoàng chúng ta dùng NOAX hoặc DOAX kết hợp với clopidogrel. Và điều trị DOAX trước thủ thuật ở bệnh nhân được PCI, cái này chúng ta sẽ có một cái chú ý nhỏ nhỏ thường là hay gặp đối với bác sĩ tim mạch can thiệp hoặc là bác sĩ chuyên khoa tim mạch chuẩn bị cho bác sĩ tim mạch can thiệp đưa bệnh nhân vào phòng can thiệp, thì cái này chúng tôi sẽ không nói sâu. Thì Hội Tim Mạch Việt Nam năm 2022 như vừa rồi ra đến 8 cái khuyến cáo cùng với cả hội nghị tim mạch toàn quốc tổ chức tại Quảng Ninh kỷ niệm 30 năm ra đời của Hội Tim Mạch Việt Nam, thì cũng ra một cái khuyến cáo hoàn toàn đồng thuận với Hội Tim Mạch Châu Âu và Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Có nghĩa là gì? Là đây là chúng ta rõ ràng là với những bệnh nhân hội chứng vành cấp và hội chứng vành mạn thì điểm chung là gì? Là chúng ta sẽ chỉ dùng kết hợp 3 trong viện thôi. Tức là 1 đến 7 ngày. Sau đó chúng ta sẽ dùng kết hợp đôi. Kết hợp đôi cụ thể là gì? Là NOAX kết hợp với cả clopidogrel. Kết hợp đôi đến bao giờ? Thì với những bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao, chúng ta chỉ đến 3 hoặc 6 tháng thôi. Từ 6 tháng trở ra, chúng ta sử dụng 1 thuốc chống đông được uống. Còn với những bệnh nhân nguy cơ huyết khối cao thì chúng ta có thể dùng đến 12 tháng. Nhưng sau 12 tháng chúng ta chỉ dùng một loại. Và chúng ta có những cái chỉ số để chúng ta đánh giá là những bệnh nhân huyết khối cao là gì, những bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao là gì, và những biện pháp hoặc là những cái phương pháp để chúng ta giảm thiểu nguy cơ chảy máu cao là gì. Ở đây, yếu tố nguy cơ huyết khối cao là gì? Bệnh nhân đái tháo đường. Đấy, bệnh nhân hội chứng vành cấp. Bệnh nhân có nhiều thân động mạch vành tổn thương. Bệnh nhân có kèm nhiều động mạch ngoài mạch vành. Bệnh nhân có bệnh động mạch vành sớm, tức là dưới 45. Trước tuổi tôi, ví dụ trẻ hơn tôi, bây giờ tôi 45 tuổi. Đấy, rất là chuẩn luôn. Thì trước 45 tuổi mà bị nhồi máu cơ tim mà bây giờ ngày càng trẻ hóa. Bệnh lý mạch vành ngày càng trẻ hóa. Đấy. Yếu tố nguy cơ chảy máu là gì? Là tăng huyết áp, đúng không ạ?
bất thường chức năng thận hoặc gan, hoặc bệnh nhân lại đang dùng kháng cái thực kháng vitamin K, hoặc là bệnh nhân trên 65 tuổi, bệnh nhân đang dùng các thuốc điều trị cơ xương khớp non steroid, thì chúng ta xếp vào là những bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu. Và chiến lược là gì? Là đối với các bệnh nhân, các bác sĩ tim mạch can thiệp thì sẽ là đi đầu tầm quay đương nhiên rồi. Đối với cả bác sĩ nội khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa tim mạch cơ bản thì chúng ta sẽ nhớ là gì? Với bệnh nhân, những bệnh nhân này chúng ta sẽ dùng kháng PPI, tức là ức chế bơm proton lâu dài. Tức là trong đơn chúng ta sẽ có thuốc đó automatic. Và chúng ta sẽ có lộ trình để rút ngắn cái thời gian dùng kết hợp, kết hợp 3, kết hợp đôi, và sau đó chỉ có một thuốc. Và Hội Tim Mạch Việt Nam cũng ghi nhận rõ là như này, là với những bệnh nhân mà HFpEF cao thì chúng ta sẽ cân nhắc dùng rivaroxaban liều 15 thay cho liều 20. Với khi mà kết hợp chúng ta phải là liều 15, chứ không phải là liều 20 là liều cơ bản. Một ngày kết hợp với kháng tiếp tục tiểu cầu đơn hoặc kép. Đơn là gì? Ở đây cụ thể là clopidogrel. Và đối với bệnh nhân mà nếu mà dùng kháng vitamin K, tức là bệnh nhân suy thận, mức lọc cầu thận mà thấp mà không thể dùng DOAX, hoặc bệnh nhân lọc thận, thì chúng ta dùng kháng vitamin K kết hợp. Và trong trường hợp đó chúng ta duy trì cái INR ở mức giới hạn thấp, tức là thay vì 2 đến 3 như lúc nãy đối với bệnh nhân dung nhĩ chung mà bác sĩ Kiên đã nói, thì chúng ta chỉ từ 2 đến 2,5 thôi. Kết hợp với cả một cái thuốc kháng đông chống đông tiểu cầu, cụ thể là clopidogrel. Và một trong những cái mà chúng ta rất quan tâm đó là gì? Là cơ quan quản lý, đấy, Bộ Y tế, Hội Tim Mạch, chúng ta sẽ cho những cái ý kiến về chuyên môn. Đấy. Nhưng mà quản lý nó liên quan đến chúng ta xuất toán thuốc hay không. Chúng ta cho thuốc theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, quy định của Bộ Y tế, thì Bộ Y tế cũng hoàn toàn đồng thuận với cả cái ý kiến này của Hội Tim Mạch Việt Nam. Cũng có một điều như vậy. Rút gọn là gì? Là kết hợp 3, một chống đông đường uống kết hợp với 2 cách từ tiểu cầu thì sẽ chỉ là trong vòng 1 tuần. Sau đó chúng ta kết hợp đôi. Với bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao, chúng ta cân nhắc sử dụng kết hợp đôi 3 đến 6 tháng. Còn đối với bệnh nhân nguy cơ huyết khối cao, chúng ta cân nhắc từ 6 đến 12 tháng trở ra. Vậy thì áp dụng ca lâm sàng này, cụ thể là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp này, ST chênh lên này, bệnh nhân nam 77 tuổi, tức là trên 65 tuổi, nguy cơ chảy máu cao đúng không ạ? Bệnh nhân tăng huyết áp, đó này, thang điểm HFpEF đã thấy 2 điểm rồi, đúng không? Tổn thương 3 động mạch vành, nguy cơ huyết khối cao. Stent phụ thuốc, và trong bệnh cảnh của nhồi máu cơ tim thì Grayscale sẽ là 160 điểm, CHA2DS2 sẽ là 4 điểm, HFpEF sẽ là 4 điểm, ARCHPR là một tiêu chí chính cộng một tiêu chí phụ. Và như vậy chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân này là nguy cơ huyết khối cao và nguy cơ suất huyết cao. Và bệnh nhân này sẽ phải có lộ trình là sẽ tiếp tục can thiệp hai nhánh còn lại. Đấy. Và như vậy thì chúng tôi sẽ quyết định cái liệu pháp chống huyết khối của người bệnh là gì. Là tuần đầu tiên trong viện chúng tôi sẽ dùng rivaroxaban kết hợp với 15mg, kết hợp với aspirin liều 100, clopidogrel liều 75. Sau khi ra viện thì chúng tôi kết hợp là rivaroxaban kết hợp với cả clopidogrel. Vì bệnh nhân nguy cơ huyết khối cao do đó phải kéo dài đến 12 tháng. Nhưng nếu bệnh nhân này mà không có phải là nguy cơ huyết khối cao thì chúng tôi cân nhắc kết hợp này sẽ là đến 6 tháng thôi. Và sau đó thì sẽ là rivaroxaban liều 15mg lâu dài. Vậy thì kết luận của bài của tôi đó là gì? Là stent động mạch vành kèm dung nhĩ sẽ có 40% bệnh nhân có kèm động mạch vành mà có dung nhĩ. Và sự kết hợp này sẽ làm tăng gánh nặng bệnh tật, tăng biến cố tim mạch và tăng tử vong. Thang điểm đánh giá nguy cơ xuất huyết quanh PCI ở bệnh nhân dung nhĩ, chúng ta có hai thang điểm đánh giá nguy cơ về huyết khối, đó là gì? ARC, nguy cơ về chảy máu đó là gì? Là ARCHPR, PCIDAP đối với bệnh nhân PCI, còn HFpEF đối với bệnh nhân dung nhĩ. Như vậy chúng ta sẽ phải có tính ba thang điểm này để lượng giá nguy cơ chảy máu của người bệnh. Thứ ba là gì? Là nhiều nghiên cứu cho thấy là gì? Là DOAS hay là NOAS theo dùng từ cũ đấy, là được ưu tiên hơn kháng vitamin K khi kết hợp với kháng tiểu cầu nói riêng và với những bệnh nhân của cái nhóm bệnh nhân khác nói chung, nhưng vẫn tương đương với nguy cơ huyết khối. Có nghĩa là gì? Là hiệu quả tương đương nhưng mà an toàn hơn hẳn. Thế chính vì thế là chúng ta quyết định lựa chọn được. Thứ tư là gì? Là các cái hội tim mạch uy tín, Hội Tim Mạch Châu Âu, Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội Phân Hội Niêm Học Châu Âu, Bộ Y tế Việt Nam thì đều nhấn mạnh một cái điểm chung, đó là gì? Là ưu tiên kết hợp NOAS hay DOAS với kháng tiếp tục tiểu cầu đơn, cụ thể là clopidogrel, sau khi một tuần mà bệnh nhân được can thiệp mạch vành. Và khi đó thì chúng ta cần cái sự kết hợp, đó là liều là rivaroxaban liều 15 hoặc là dabigatran liều 110 nhân 2. Và thông điệp của chúng tôi là gì? Là với bệnh nhân của chúng ta, cái vai trò của bác sĩ rất quan trọng. Lựa chọn thuốc như nào thì cực kỳ quan trọng. Và một bác sĩ tốt sẽ là bác sĩ lựa chọn ít thuốc nhất cho người bệnh. Và như chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang điều trị huyết áp, chúng ta đang có kết hợp 3 đúng không ạ? Thì với những sự kết hợp
Cụ thể đây là bệnh nhân dung nhĩ có bệnh động mạch vành thì sự kết hợp sẽ là tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa và sự an toàn là tốt nhất. Xin cảm ơn sự chú ý của các đồng nghiệp.